cho anh em đã xem cái video clip này của Tiến nha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm cái clip mình nói về cái con súng bắn bằng đạn cao su 9 ly nè. Thì trong những cái phân khúc hàng cao cấp của bên mình á, thì hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cái mẫu là Yoyaki R2. Thì cái mẫu này là nó là mẫu súng, nói là mẫu súng Gulo, nhưng mà nó là hiệu Yoyaki, nó là hiệu là R2 nha. Đây là mẫu Gulo. Thì đối với cái con hàng như thế này á, đây là con hàng zin 100%, đây là hàng mình nhập trực tiếp từ Thái, đây là hàng zin, đây là hàng Yoyaki R2, anh em nhìn thấy không, nó rất là đẹp, rất là mượt luôn đấy. Thì cái con này nó bắn bằng đạn cao su 9 ly và cái ổ xay của nó là gồm 6 viên đạn nha, ổ xay 6 viên. Thì trước tiên mình giới thiệu về cái con G2 này thì mình nói lại về cái cách giao dịch của shop mình một lần nữa nha, nói nhanh thôi. Thì shop mình là chỉ có một cách giao dịch duy nhất tính tới thời điểm bây giờ là chỉ chuyển khoản xong mình gửi hàng đó. Đây là con Yoyaki R2. Thì rất là nhiều khách cũng kêu mình order cái con này về. Thì hôm nay mình về được rồi. Khi những cái con mà anh em thấy nè, mình quay mình giới thiệu thì nó chỉ còn một hoặc hai hoặc là hết rồi nha. Tại vì khách order mình mới đặt mới lấy, và có khi là lấy dư một hai con để đó, chứ mình không có nhiều. Nên anh em cần thì cứ gọi điện trực tiếp cho mình, có thì mình báo, còn hết thì anh em mình đợi nha. Đây là con Yoyaki R2. Thì rất nhiều anh em trong cũng thích cái con này, tại con này khi bam xong á, thì cái vỏ đạn nó nằm ở trong cái ô xay nè, nó không có văng lại, nó không có văng ra ngoài, thì anh em mình chơi cũng rất là thích luôn. Cái dòng súng Gulo này thì nó có mẫu mã, thì nói chung nó cũng rất là đẹp. Đây là hàng zin 100%, thì mình báo giá luôn. Đối với những cái con hàng zin như thế này á, thì mình làm là 25 triệu những con hàng zin này đó. Thì mình tặng kèm cho anh em mình đã biết rồi, mình tặng kèm theo 12 viên đó. Anh em mà muốn mua thêm thì mua một viên 100.000 đó. Tính theo thời điểm hiện tại nha, thì ngày 27 tháng 6 hôm nay mình quay video, có thể là mai hoặc mốt mình đăng lên nha. Đấy. Cái con video cái con Gulo này cầm nó rất là đầm tay luôn, nó tầm khoảng 8 lạng á, nó chưa tới 1 ký. Thì nó nói chung là anh em nhìn thấy không, rất là đẹp, màu bạc này, nó có cái bảng màu đen rồi bảng màu trắng nữa, nhưng mà hiện tại thì mình chỉ có còn cái con màu bạc này thôi đó. Gulo thì hiện tại là mình không có làm clip test được trên kênh YouTube, tại vì nếu mà nó bắn nó nổ nhiều quá thì nó sẽ đóng cái video mình lại, nên mình nói chung mình test thì cũng hạn chế, mà hạn chế test nha. Anh em nào đủ tin tưởng theo dõi kênh của mình thì cứ gọi điện cho mình nha. Mình thì không giao dịch trực tiếp nha, anh em mình lưu ý nha, mình nói rõ ràng rồi để tránh mất thời gian của cả hai. Rồi, số điện thoại của Tiến mình có để góc trái màn hình nè, anh em mình mua hàng thì gọi cho mình nha. Rồi mình